Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Cộng sản Việt Nam không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là xúc phạm đảng viên và nhân dân Việt Nam theo quốc phương. Chẳng một ai biết cụ thể về bức tín nhiệm của Bộ Chính trị được đánh giá ra làm sao điều khôi hài là nếu như mà việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm làm trong sạch bộ máy vì nước vì dân thì rất cần công khai cho quốc dân được biết thế nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư được công khai trong ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam có nghĩa là chỉ nội bộ các vị có tên trong danh sách ban chấp hành trung ương đảng ở khóa được lấy phiếu tín nhiệm đó biết mà thôi Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong đảng được thực hiện theo quy định 96 trên 2023 của Bộ Chính trị. Theo quy định này, thì việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ ba, tức là năm giữa của nhiệm kỳ đại hội 5 năm của đảng bộ các cấp trong đó thì các ủy viên trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do ban chấp hành trung ương Đảng bầu và việc lấy phiếu được thực hiện theo chương trình làm việc của ban chấp hành trung ương Đảng. Các ủy viên trung ương Đảng sẽ ghi phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc diện trung ương quản lý gồm có tổng bí thư, thường trực ban bí thư, chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư thủ tướng phó thủ tướng là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư phó trưởng bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ công an là ủy viên bộ chính trị Trưởng ban đảng và tương đương là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, tranh án tòa nhân dân tối cao là ủy viên bộ chính trị hoặc ủy viên ban bí thư, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam là ủy viên bộ chính trị hoặc là ủy viên ban bí thư, bí thư các tỉnh ủy, thành ủy là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư. như vậy, danh sách các chức danh được trung ương lấy phiếu tín nhiệm là các ủy viên bộ chính trị và ủy viên ban bí thư. Quy định 96 nêu rõ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để mà đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Và những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư được công khai trong ban chấp hành trung ương của đảng với quy định trên, nên hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 vừa mới kết thúc sau 2 ngày rưỡi làm việc. Cụ thể thì mức tín nhiệm ra làm sao với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư thì công chúng và bao gồm luôn cả đảng viên quan chức không nằm trong Ban chấp hành trung ương đảng. Chẳng một ai biết cụ thể về con số đó nó vuông tròn ra làm sao. Chính vì không tưởng minh nên có thể hoài nghi toàn tập về những phát biểu từ phiên khai mạc cho đến bế mạc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 này. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo đảng này quyết định không công bố trước toàn quốc dân kết quả lấy phiếu tín nhiệm là không công khai minh bạch và là một sự xúc phạm đối với chính các đảng viên của đảng này và người dân trong cả nước theo một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Cộng hòa Liên bang Đức trong hiến pháp của nhà nước cộng sản việt nam từ xưa cho đến nay thì họ luôn nói đảng của họ là đảng của nhân dân rằng đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và của nhân dân cả khi đã tuyên bố như vậy thì mọi công việc của đảng cũng là công việc của nhân dân tức là đảng làm gì thì người dân phải được biết. Vậy việc lấy phiếu tín nhiệm với quan chức và quan chức cấp cao của Đảng là một việc cực kỳ quan trọng, bởi vì nó liên quan tới vận mệnh của quốc gia dân tộc và ai nắm quyền lãnh đạo đất nước thì người đó là sinh mệnh của cả một đất nước với 100 triệu dân. Quốc gia dân tộc mà hay thì dân số quá cao như vậy nằm trong tay của người đó. Thế nhưng thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ giới hạn trong phạm vi có 200 người là các ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng, đó biết mà thôi. Thì đó là điều không thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền và nhà quan sát thời sự chính trị Việt Nam nói, trên quan điểm riêng hôm 18 tháng 5 năm 2023 rằng bởi vì như tôi nói đây là công việc của một quốc gia và nếu như đây là sự lựa chọn của một dân tộc, một quốc gia với quá bán chẳng hạn như 51% đi trong một cuộc bầu cử được tổ chức mà cho kết quả như thế thì ít nhất cũng vài chục triệu cử tri sẽ soi xét và xem xét đạo đức tư cách nhân cách tài năng của mỗi một quan chức chính trị gia, một con người thì như thế sẽ tốt hơn việc chấm điểm của 200 ông bà chứ. Điều đó là rất rõ ràng. Người dân Việt Nam chúng ta không phải là kém thông minh và Đảng Cộng sản Việt Nam hành xử như vậy làm việc lấy phiếu tín nhiệm kiểu như thế mà không công bố công khai rộng rãi thì không chỉ là không công khai minh bạch mà còn là một sự xúc phạm đến một dân tộc, quốc gia với 100 triệu người dân. Phải chăng Đảng Cộng sản và ban lãnh đạo của họ cho rằng người dân Việt Nam không đủ trình độ chăng để mà đánh giá năng lực, đạo đức phẩm chất của các quan chức Cộng sản mà chỉ có quan chức Cộng sản mới ở tầng chóp bu thì mới đủ khả năng để mà đánh giá năng lực lẫn nhau. Điều đó là không thể chấp nhận được họ không chỉ coi thường 100 triệu người dân Việt Nam mà họ còn coi thường ngay cả 5,2 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản của họ nữa. Họ không cho phép 5,2 triệu đảng viên cộng sản đánh giá năng lực của chính những người lãnh đạo của họ, như thế thì làm sao có thể chấp nhận được. Điều đó tôi xin khẳng định là không thể chấp nhận được ở trong một thế giới dân chủ như ngày hôm nay và ngay ở Việt Nam và bất kỳ một phương diện nào, việc giấu kín hay không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí Thư trong những ngày vừa qua như tại Đại hội, Hội nghị Trung ương 7 giữa kỳ của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 mà không cho người dân được biết là một điều thực sự xúc phạm như tôi đã nói. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài thì một số phát biểu có tính chỉ đạo hiện nay và cho tới gần đây của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như vừa chống tham nhũng quyết liệt vừa không gây thiệt hại cho an toàn sinh mạng chính trị của Đảng này và thường được báo chí truyền thông tuyên giáo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam ví von với ném chuột nhưng tránh không để vỡ bình quý là mâu thuẫn và bất khả thi, luật sư Nguyễn Văn Đài nói việc này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau và bản thân ông nguyễn phú trọng thường ví những quan chức dưới quyền của ông là chuột hay là lươn là trạch tôi thấy chưa có một vị lãnh đạo của một đảng phái chính trị ở xứ văn minh nào trên thế giới lại ví những người đảng viên của đảng mình những quan chức dưới quyền của mình khi mà họ được cho là mắc sai lầm hay vướng vào những vấn đề như là tham nhũng tham ô thì chỉ có nguyễn phú trọng là người duy nhất trên thế giới mà ví những đảng viên của mình như vậy đấy là một sự khinh thường đối với những quan chức ở dưới quyền của ông ta. Người dân Việt Nam thường đặt câu hỏi vậy thì trong số hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn quan chức cộng sản từ tổng bí thư cho đến ông trưởng thôn là có ai hoàn toàn trong sạch hay là không? Tôi e rằng nếu hỏi như thế thì người dân Việt Nam sẽ tự trả lời rằng không có một ai được như thế cả. Ví dụ như bản thân của Nguyễn Phú Trọng nói rằng không có tham dũng, không có tơ hào cái gì của dân, của nước. Thế nhưng đó là tham dũng về kinh tài. Còn những dạng tham dũng khác như là tham dũng quyền lực thì sao? Bản thân của ông Trọng giữ quyền lực quá hai nhiệm kỳ, ông đã trà đạp lên điều lệ của đảng để mà giữ quyền lực như vậy. Rồi theo hiến pháp Việt Nam thì ông ta với tư cách là tổng bí thư thì không phải là người đứng đầu của một quốc gia, tức là nguyên thủ nhưng trên thực tế thì chính trị và theo luật bất thành văn ông trọng đương nhiên là người có quyền lực cao nhất của đảng cộng sản cũng như của chế độ cũng như của nhà nước cộng sản việt nam phần lớn thời gian của ông trọng chỉ dành cho việc săn lùng và tìm những quan chức dưới quyền tham nhũng nhưng không trong khi đó thì nhiều quan chức có vấn đề thì lại là những uh, tay cánh tay phải, cánh tay trái và luôn được ở bên cạnh ông ấy. Thì rõ ràng người dân Việt Nam thấy rõ rằng đây không phải là một cuộc chiến để chống tham nhũng nữa mà nó chỉ là một cuộc mượn danh chống tham nhũng để mà đấu đá tranh giành quyền lực mà thôi. Cho nên Vấn nạn tham nhũng ấy sẽ vẫn còn tồn tại và có nhiều người dân nói rằng cho dù cho ông Nguyễn Phú Trọng sống thêm 20 năm, 30 năm hay 50 năm nữa và cho ông giữ thêm 5 hay là 10 nhiệm kỳ nữa, vấn nạn tham nhũng của Việt Nam như lâu nay sẽ vẫn không bao giờ chấm dứt được bởi vì nó sinh ra từ chế độ và những quan chức tham nhũng ấy dựa vào chính chế độ để mà tham nhũng. Và đồng thời thì khi họ tham nhũng họ cũng lại bảo vệ chế độ, đó là một mối quan hệ cộng sinh với nhau cho nên rất mâu thuẫn khi ông nói đánh chuột không để vỡ bình muốn chống tham nhũng thì phải phá bỏ cái gốc gỡ bỏ cái cơ chế mà từ đó sinh ra tham nhũng đó chính là cái bình và cái bình này bảo vệ cho những con chuột theo cách gọi ví von của ông tổng bí thư và những con chuột ấy mà thò ra ngoài bình thì ông đập được nhưng những con chuột mà rất khôn khéo ẩn nấp ở trong cái bình ăn xong lại chui vào bình thì làm sao mà ông có thể đánh được và ngoài cái việc là phải đập vỡ bình thôi đảng có đang lấn quyền và lấn sân của chính quyền nhà nước qua quan sát lâu nay, vị luật sư nhân quyền và nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Cộng hòa Liên bang Đức vẫn trên quan điểm riêng cho rằng dưới thời của Tổng bí thư Nguyễn Phúc Trọng nhất là trong giai đoạn đã củng cố được quyền lực gần đây của ông cho tới nay thì đã có những biểu hiện gây ra tình trạng đáng lo ngại. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một lấn quyền, lấn sân sang chính quyền, nhà nước và có biểu hiện mà có thể được hiểu như là thao túng quyền lực. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói. Trước đây như dưới thời của ông Nguyễn Văn An làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hay làm trưởng ban tổ chức trung ương đã có ý kiến nói Đảng Cộng sản Việt Nam không nên thò tay sang công việc của nhà nước, chính quyền và chính phủ thậm chí làm thay bởi vì dưới thời của nhiều vị như là thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay là Thủ tướng Phan Văn Khải, đặc biệt dưới hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, công việc của bên chính phủ tôi lấy ví dụ khá độc lập và họ không chịu sự chỉ đạo trực tiếp kiểu như bây giờ của bên trung gương đảng hay như là dưới thời của Tổng Bí thư nông Đức Mạnh trước kia và nhiệm kỳ đầu làm Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng không thể nào chỉ đạo được công việc của bên chính phủ và hai công việc khá độc lập với nhau. Từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hưu hay gọi là về làm người tử tế đến thời kỳ ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng thì công việc bên chính phủ còn khá độc lập một chút song khi đó quyền lực của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng đã càng ngày càng cao đặc biệt cho đến nhiệm kỳ thứ ba ngồi ghế tổng bí thư của ông trọng quyền lực của ông ta đã bao trùm lên cả nhà nước cả chính phủ và tất cả mọi công việc và gần như lúc này thì đảng điều khiển toàn bộ công việc dù là thủ tướng hay là chủ tịch nước đều phải dăm dắp nghe theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng và bất kỳ một nhân vật nào mà phản kháng ví dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là như vậy mà không nghe theo sự chỉ đạo thì bị cho về vườn và ngã ngựa ngay cho nên, càng ngày thì khi mà mức độ độc tài của Nguyễn Phú Trọng càng cao thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng thò cái bàn tay sang bên chính phủ, chính quyền và đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định rằng gần như công việc của bên chính phủ hay công việc của bên nhà nước đều do bên Đảng của họ chỉ đạo và nắm hết, không có một đường lối hay chính sách nào mà có thể thoát ra ngoài sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Gần đây một Học giả từng là một nhà báo quốc tế ở Anh Quốc, người từng có thời gian làm công việc báo chí ở Việt Nam thời gian trước, Tiến sĩ Bill Hayton, nay là học giả thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Quốc tế, Chatham House ở London đã có ý kiến bình luận về chính trị việt nam trong đó đã so sánh phong cách lãnh đạo đảng và nhà nước của nguyễn phú trọng với phong cách của lenin lãnh tụ của cách mạng nga và nhà nước độc tài xô viết liên xô trước kia cũng như là bình luận về chiến dịch đốt lò hay là chiến dịch chống tham nhũng mà ông nguyễn phú trọng và những người được cho là thuộc phái của ông đã và đang tiến hành lâu nay như là một chiến dịch một công việc có tính chất là yếu tố chính trị nội bộ phe phái Bình luận quan điểm cá nhân về quan điểm riêng nói trên của ông Bill Hayton, luật sư Nguyễn Văn Đài nói: Từng là một nhà báo làm việc lâu năm cho BBC, có thời gian làm báo ở Việt Nam, tiến sĩ Bill Hayton là một người rất am hiểu tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam và nhận xét của ông theo tôi là hoàn toàn chính xác, bởi vì chỉ cần dựa vào riêng một câu nói của ông Nguyễn Phúc Trọng thôi, nó đã toát lên bản chất Leninist hay là Stalinist của ông trọng rồi tức là cách đây một vài tháng thôi ông trọng phát biểu rằng bây giờ các quan chức mà tay đã nhúng chàm thì hãy xin từ chức đi rồi bồi thường thì sẽ được tha thứ nói như thế thì tức là quyền lực của ông nguyễn phú trọng gần như là quyền lực của một ông vua tập thể rồi ông ta có quyền tha hay có quyền xử một quan chức tham nhũng tùy thuộc vào thái độ của người đó ông ta như thế làm thay công việc của cơ quan công an cơ quan viện kiểm sát cũng như tòa án trong quá trình điều tra truy tố và xét xử Nói theo cách khác thì ông Nguyễn Phú Trọng không cần đến điều tra truy tố xét xử gì hết, chỉ cần rằng anh đã chót nhúng chàm rồi, chỉ cần anh xin lỗi tôi đi, rồi anh xin lỗi Đảng đi, rồi anh bồi thường lại một chút những tài sản anh đã tham nhũng của dân của nước thì tôi có quyền tha cho anh và không cần phải qua bất kỳ một thủ tục tố tụng nào cả. Thì rõ ràng rằng với riêng một câu nói như vậy và với một hành động như vậy mà trên thực tế thì ông ta đã tha rất nhiều quan chức như là ông Hoàng Trung Hải, cựu bí thư thành ủy Hà Nội người được cho là cũng mắc nhiều sai lầm khuyết điểm mà nếu xử nghiêm có thể phải đối diện với mức án từ vài năm tù cho đến vài chục năm tù giam chứ không phải là ít. Hay là ông Nguyễn Văn Bình khi làm thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam được cho là phạm nhiều lỗi lầm nhưng một phần được cho là thuộc phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng, một phần là hai người có thể khéo ăn nói với ông Nguyễn Phú Trọng và được lòng ông ta, cho nên ông trọng được cho là đã tha cho họ về vườn điều này cho thấy ông nguyễn phú trọng bây giờ gần như là một ông vua toàn cõi trên đất nước việt nam và ông vua tham nhũng ở việt nam ông định đoạt số phận của các quan chức và thay vì việc này phải do các cơ quan thuộc hệ thống tư pháp độc lập xử lý thì ông trọng tự xử lý luôn luật sư nguyễn văn đài nhận định Báo chí truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam hôm 18 tháng 5 năm 2023 đưa tin tiếp theo sau bế mạc hội nghị trung ương 7. hội nghị giữa kỳ của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 cho hay nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo việc đảng này khẩn trương ngay sau hội nghị thúc đẩy công tác quy hoạch nhân sự đối với ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, bộ chính trị, ban bí thư v.v. V chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như là thúc đẩy ngay và sớm công việc của các tiểu ban văn kiện và nhân sự cho kỳ đại hội sắp tới, nếu bình luận về diễn biến này cùng ngày, luật sư Nguyễn Văn Đài nói, trong các chế độ độc tài đặc biệt là trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đấu tranh để giữ quyền lực cũng như tranh giành quyền lực bắt đầu ngay từ khi một đại hội đảng kết thúc, như là ngày sau khi mà đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc, họ đã bắt đầu tiến hành tranh giành đấu đá về quyền lực rồi. Còn mọi việc như diễn ra trong hội nghị giữa nhiệm kỳ vừa mới đây của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 thì đó là một sự thể hiện thôi. Như chúng ta thấy, một nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng về mặt công khai thì họ đã mất 2 năm rưỡi cho tiến trình mà họ gọi là chuẩn bị nhân sự hay quy hoạch nhân sự và nhân sự tập trung cho những quan chức hàng đầu như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội rồi một loạt các quan chức kể cả bộ trưởng mà muốn vào những vị trí chức vụ cao hơn. Như vậy họ không còn thời gian đâu để mà lo cho người dân và cho đất nước và việc họ dành phần lớn thời gian như thế để mà sắp xếp dàn xếp mua phiếu để họ có thể giữ được quyền lực của họ với ham muốn cao hơn lại đẩy thời gian vào đó cao hơn nữa và đây là điều không nên đáng xảy ra và chúng ta đã chứng kiến những cuộc bầu cử tự do và công bằng ở các nước dân chủ văn minh việc chuẩn bị nhân sự chỉ diễn ra trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi mà không hề ảnh hưởng đến những công việc mà hiến pháp cũng như là pháp luật giao cho các quan chức có trong trách và cho nên thì phần lớn thời gian họ dành để mà chăm lo cho người dân cử tri của họ và đất nước của họ để làm sao họ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của họ làm như thế thì đương nhiên sẽ được uy tín ở ngay nội bộ đảng của họ cũng như uy tín đối với các cử tri, còn ở đây thì việc lấy phiếu tín nhiệm hay chuẩn bị nhân sự đã chỉ diễn ra trong nội bộ rất hạn hẹp. Và chúng ta đã thấy kết quả trong rất nhiều thập kỷ gần đây qua nhiều nhiệm kỳ, phần lớn thì những cán bộ được đánh giá ưu tú của đảng lại là những quan chức tham nhũng và nhiều người từng được cho là những ngôi sao sáng giá nhưng chỉ ngồi vào ghế như ủy viên bộ chính trị hay ủy viên trung ương đảng vân vân một thời gian ngắn thì cũng ngã ngựa và đó là hậu quả của việc vấn đề nhân sự ấy chỉ do đảng lo mà không có sự giám sát từ đầu và liên tục của người dân đáng nhẽ vấn đề nhân sự của đảng phái phải do người dân giám sát và những vấn đề quan trọng về nhân sự quốc gia phải được nhân dân lo bằng cách nào bằng cách là người dân sẽ chấm điểm quan chức đó và việc chấm điểm được thể hiện thông qua lá phiếu của họ trong các cuộc bầu cử dân chủ tự do công bằng và có sự cạnh tranh của đảng phái cũng như của các ứng cử viên độc lập thì như thế mới chính xác nhà quan sát chính trị này nói điểm cá nhân nhân hôm 18 tháng 5 năm 2023. Hôm 17 tháng 5, tin từ truyền thông chính thống Việt Nam về Hội nghị Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 cho hay, Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh được thành lập ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe trước đây. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và chính sách về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh và từng bước tiến tới không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Trung ương đánh giá chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lại được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây để lại dấu ấn nổi bật và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Bên cạnh đó thì công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến rất tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa xây và chống. Đến nay thì Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý và các địa phương bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp. Cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc có vào có ra, có lên có xuống và được cán bộ đảng viên nhân dân đánh giá rất là cao. Báo Tiền Phong, cơ quan thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hôm thứ Tư cho hay. Còn hôm thứ Năm ngày 18 tháng 5 năm 2023, một nhà quan sát chính trị ở Việt Nam không muốn tiết lộ danh tính từ trong nước cho biết rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ hội nghị Trung ương 7 của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã có, tuy nhiên sẽ không được loan báo ra ngoài công khai và kết quả lấy phiếu cho thấy tất cả đều đạt tín nhiệm từ hơn 60% trở lên và ý kiến quan sát này cho biết với điều kiện được ẩn danh. Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội, Cộng hòa Liên bang Đức. Ông lấy bằng luật học tại Đại học Luật Hà Nội và từng hành nghề luật sư tại công ty Luật Hà Nội năm 2000 Ông theo đạo tin lành và trở thành luật sư nhân quyền. Ông từng được nhận các giải thưởng quốc tế và hải ngoại như là giải thưởng Hellman's Hammett, 2007 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Giải Nhân quyền Việt Nam 2007 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Giải Nhân quyền 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện tại thì ông tiếp tục vận động cho các tổ chức NGO quốc tế và chính phủ các nước quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và ông cũng là một nhà quan sát thời sự chính trị theo sát các diễn biến ở Việt Nam. Trong đó thì các lĩnh vực như hoạt động chính quyền, đảng cầm quyền, chuyển động của xã hội dân sự, các quá trình dân chủ hóa nhà nước, pháp quyền hay là dân chủ pháp trị, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhiều lĩnh vực khía cạnh chính trị, xã hội, luật pháp khác liên quan đến Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình kế tiếp của chúng tôi